Xin chào mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review về thực phẩm bổ sung đó nha mấy bạn. Thì nó tới nó lui thì cũng chỉ thực phẩm bổ sung thôi. Thì hôm qua mình mới làm một cái vlog nói về review bột cao đơn giản rồi. Hôm nay mình đổi qua chủ đề, mình sẽ nói về protein đó nha mấy bạn. Hôm nay không nói review bột cao nữa. Hôm nay mình sẽ nói về cái hàng protein này. Thì nhiều bạn chắc là đã biết về cái hàng này đó. ISOFAT của hãng BBI Sport. Cái bao bì của nó nhìn rất là đẹp, màu trắng xanh rất là đẹp. Thì cái hãng BBI Sport này thì nó cũng rất là nổi tiếng các bạn. Hiện tại bây giờ trên thị trường của bổ sung thì cái hãng này nó rất là dữ dằn luôn, kể cả bên Mỹ và bên Việt Nam mình cũng vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái hàng này vẫn chưa có hàng chính hãng các bạn, vẫn đang là sách tay gì đó, vẫn chưa có tem. Thì mình nghe nói là sang năm, chắc là sang năm á, sang năm sẽ có hàng chính hãng. Còn bây giờ thì nó chưa có đủ điều kiện để được nhập từ Việt Nam mình. Nhưng mà trước mắt thì vẫn là xài hàng sách tay thôi. Tuy là hàng sách tay nhưng mà có rất là nhiều anh em tin dùng đó, bởi vì cái chất lượng nó rất là tốt các bạn. Nói về giá cả và chất lượng sản phẩm thì so với những cái loại đầu tiên khác thì có thể nói hàng này là một cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn ở trên thị trường bây giờ. Đây là cái tên đó là mình ISOFAT. Thì cái hàng này nó cũng có khá là nhiều cái dòng đầu tiên. Thì ngoài ISOFAT này ra thì còn có BEST đầu tiên. Thì mình nhớ là như còn thằng BEST đầu tiên một loại nữa nhưng mà mình quên rồi. Mình chỉ nhớ có BEST đầu tiên thôi. Thì cũng của hãng BBI luôn. Thì cái hãng BBI này nó sản xuất ra cũng rất là nhiều cái nhánh thực phẩm bổ sung các bạn. River Cao nè, BCA, nói về BCA thì ai cũng biết đến cái loại BCA hay nào nào. Thì cái hàng này nó sản xuất ra cũng khá là nhiều những cái loại thực phẩm bổ sung. Ngày xưa thì River Cao thì mình có xài thằng Panama là của thằng BBI. Thì nó chất lượng nó cũng rất tốt, liều cao đơn giản nhưng mà xài cũng rất tốt các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái hàng đó mình thấy nó cũng càng càng ít đi, nó đã có nhiều cái loại tốt hơn nó thay thế rồi, cho nên cái loại Panama đó nó thấy nó cũng ít thấy cái xuất hiện rồi. Nhưng mà cái thằng này thì thấy càng ngày càng nhiều các bạn, chất lượng rất là tốt, rất là nhiều người lựa chọn nó. Đây. 100% pure whey isolate. Không. Nó có chữ 100% pure whey isolate luôn. Là có nghĩa là 100% whey isolate nguyên chất luôn các bạn. Nó không có trộn gì hết đó nha. Thì để mà sắp xếp cái thứ tự mà whey mà theo cái chất lượng đó, thì trước tiên là thấp nhất các bạn. Thấp nhất là quay concentrate là quay hỗn hợp là chất lượng là thấp nhất. Kế đến là quay blend là quay trộn thì nó có thể nó trộn giữa isolate và trộn concentrate, thì đó là quay blend. Bây giờ mình thấy quay blend nó cũng khá là nhiều lắm, còn quay concentrate không thì thấy cũng ít rồi. Bây giờ quay blend thì thấy cũng nhiều, và kế đến là quay isolate. Đây, quay isolate là protein cô lập nha bạn, và tốt nhất ở hiện tại thời điểm hiện tại bây giờ vẫn là quay hydrolyte là dòng quay thủy phân siêu hấp thu nhanh luôn đó. Thì cái lượng protein của thằng quay isolate đó thì cái lượng protein của nó là khoảng 90% lượng đầu tiên nó trong quay isolate, còn quay hydrolyte là cái lượng đầu tiên nó cao hơn 90%, không có đường, không có chất béo. Còn isolate thì còn rất là ít, cái hàm lượng đường và chất béo còn rất là ít. Còn thằng quay len và quay concentrate thì cái hàm lượng đầu tiên nó chỉ khoảng 70-80% protein thôi, và nó có còn chứa đường và còn chứa chất béo trong đó nữa. Thì những loại quay isolate này cũng là rất là tốt rồi. So với hydrolyte thì nó thấp hơn hoặc hơn, chứ nó cũng không phải là dạng thấp kém đâu các bạn.
tìm hiểu kỹ hơn về cái thông tin của nó. Hàng này thì nó chỉ có 69 liệu thôi các bạn, 69 serving và vị sô cô la. Đây là vị sô cô la, hàng này nó cũng nhiều vị lắm, này nó cũng rất là nhiều vị, mùi kem, mùi chuối, rồi sô cô la đậu phộng. Mà hàng này thì sô cô la không có gluten, cái chất này là những cái cấp nó không có. Thì cái thằng này nó được kiểm tra sau khi sản xuất xong đó, thì nó sẽ có một cái bên thứ ba để mà kiểm tra và chứng nhận cho nó là cái chất lượng đã được kiểm tra các bạn đó. Rất là kỹ nha, cái hàng này nó không có bậy bạ đâu. Đây là một cái chứng nhận về kiểm tra chất lượng đó, cũng có GMP luôn nè. CGMP cái này là cái quá trình sản xuất tốt nhất đó các bạn, thì nó cũng là xếp em thôi chứ không phải em mà trên nó đây không. Đó là một cái quá trình sản xuất rất là tốt bây giờ, rất là hiện đại. Thì cái thằng này giá của nó cũng rất là phải các bạn, giá nó cũng tập trung độ khoảng 1,5 triệu à. Thì so với những cái loại quay đi đô lai thì nó rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà mình xài cái loại này cũng rất là đỉnh rồi nha bạn, rất là vừa túi tiền nhưng mà chất lượng thì rất là tốt. Về cái label của nó thì cũng không có gì đặc biệt, 69 serving, một muỗng mà nó là 32 gram thì cũng tương đối các bạn, cái muỗng nó cũng bự đó. Calo thì 120, thì may thì bây giờ nó cái lượng calo nó ngang ngang nhau, 101, 102, thì cao lắm khoảng 103 là cao lắm. Thì cái calo này nó nói lên cái điều gì? Thì có nhiều người nghĩ là những loại rượu tim thì chỉ thích hợp với những vận động viên thể hình, những người tập gym. Thì có nhiều người suy nghĩ nó hơi khắt khe như thế, nhưng mà quay đầu tiên nó không phải là chỉ để dành riêng cho những cái đối tượng đó các bạn. Nếu mà ai muốn giảm cân thì mình xài cái hàng protein rất là tốt. Ngoài cái hàng protein này còn rất là nhiều nguồn protein khác nha các bạn. Thì những ai muốn giảm cân thì mình xài protein sẽ rất là thích hợp. Tại vì khi mình xài protein thì cái cơ thể mình nó sẽ có được một lượng protein để nó giữ cho cái cơ bắp của mình nó không bị mất đi. Nếu mà bạn đang giảm cân mà muốn giảm cân, nếu mà bạn giảm cân bình thường như mình nói đơn giản là bạn chạy bộ, bạn cardio, bạn giảm cân thì tất nhiên cái mỡ của bạn đi xuống và cộng thêm là cái lượng cơ bắp của bạn nó cũng đi theo luôn, chứ không thể nào mà bạn giảm cân mà mỡ ra đi mà cơ ở lại nha, cái điều đó là không bao giờ xảy ra. Thì tất nhiên là mỡ của bạn nó đi và cơ của bạn cũng sẽ đi một phần. Còn nếu mà bạn giảm cân mà bạn có nạp protein vào á thì mỡ của bạn nó sẽ đi, và cái thằng này cao rất là thấp nè, bạn uống vào thì sẽ không có bị tăng cân, đó là cái điều chắc chắn luôn. Và cái lượng protein của mình nạp vào thì nó sẽ giữ cho cơ bắp của mình nó được giữ lại và nó sẽ không có bị mất cái lượng cơ của mình mà mình không mong muốn. Chỉ lấy cái thằng chất béo đi thôi, còn cơ thì mình giữ lại nhờ những cái thằng này. Còn ai mà muốn giảm cân mà mình cắt giảm ăn uống luôn á, gọi là ăn kiêng các bạn, thì tất nhiên là cái lượng mỡ vẫn đi, cái lượng cơ của bạn nó cũng đi luôn, và cộng thêm nữa là cái sức khỏe của bạn cũng đi theo luôn nha. Thì tất nhiên cái điều đó là nếu bạn chấp nhận thì bạn phải hy sinh những cái thứ đó để mà bạn tiễn cái thằng chất béo đi thôi, chứ không thể nào mà bạn để chất béo ra đi mà những cái kia bạn giữ lại được, thì nó đi thêm cơ và sức khỏe của bạn nữa. Đó là nếu nói về mà giảm cân mà nó an toàn á. Còn trên bây giờ mình thấy bên ngoài có rất là nhiều cái cách mà giảm cân nó rất là phi lý. Mình giảm cân mà mình không biết có giảm được hay không, mà mình thấy cũng có một số trường hợp giảm cân là tụt ký, tụt huyết áp, tụt đường huyết và tụt nhiều thứ luôn. Nó giảm cân mà giảm nhiều thứ luôn nha bạn, thậm chí còn giảm luôn cái tuổi thọ của mình đó. Nó giảm cân không an toàn nha, chỉ có một cách duy nhất mà giảm cân an toàn, mà
ngoại trừ bạn đem tiền vào những cái nơi mà nó đốt mỡ cho bạn, bạn nằm ra rồi bạn nằm ở đó rồi để cho nó đốt mỡ, bạn bỏ tiền nó còn đốt thì nó đốt mỡ và nó đốt luôn tiền của bạn. Còn nếu mà bạn vào không riêng không tập, bạn chưa có vận động cơ thể mình, mình dùng những cái thời gian rảnh rỗi của mình á, mình vào những cái chỗ mà mình tập thể thao, luyện tập thể thao thì mình luyện tập cho nó tốt cho sức khỏe của mình là cái thứ nhất. Thứ hai là bạn sẽ giảm được cân, cái thứ ba là cơ thể mình nó dẻo dai nha, sức khỏe của mình nó rất là cải thiện. Thì thời gian rảnh rỗi của mình á, mình hãy thương cho cái cơ thể của mình, chứ bạn đừng có nghe theo những cái phương pháp giảm cân mà bây giờ mình thấy nó có rất là nhiều đó, ở bên ngoài. Thì những cái phương pháp đó thì mình không biết có tốt hay không, nhưng mà mình là một cái người đi tập riêng thì theo mình thì giảm cân tốt nhất thì chỉ có bằng vận động, chơi thể thao, thì chỉ có cách đó là bạn giảm cân an toàn thôi, không có ảnh hưởng gì đến cơ thể mình, và ngược lại thì mình còn có thêm sức khỏe nữa. Nếu bạn có thêm tiền thì bạn đầu tư thêm thực phẩm bổ sung, nó hỗ trợ cho mình những cái cần thiết để mình giảm cân, mình giữ lại những cái cơ bắp, thì như vậy là nó sẽ tốt hơn. Thì mình là một người tập gym bình thường mà mình chỉ có những cái ý kiến của mình xoay quanh cái chuyện chơi thể thao thôi. Còn em có phát giảm cân nào mà an toàn hơn nữa thì bạn cứ thử đi xem nó có hiệu quả hay không. Còn mình thì mình chỉ thấy chơi thể thao là cách giảm cân an toàn và hiệu quả nhất, và nó tăng cái tuổi thọ cho mình đó, và rất là nhiều những cái lợi ích xung quanh đó mà mình chưa phát hiện ra nha các bạn. Tiếp tục vào cái chủ đề chính của mình thì cái thằng này nó khối lượng nó là 2,2 kg. Hồi nãy mình đang nói là mình đang nói về cái label của nó, phát thì tổng phát chỉ có 1 gram thôi, cholesterol thì 15 mg, sodium 170, carbon hydrate 2 gram, không có chất xơ, không có đường, 25 gram protein, chỉ có thế thôi. Quay protein thì nó chỉ có như đó nha các bạn, nói chung là nó chỉ có protein thôi, và một số những cái chất mà để hỗ trợ cho cái cơ thể mình nó hấp thu cái lượng protein đó. Còn đây thì là những cái axit amin rồi đó, đây là những cái giải axit amin rồi đó, và thằng này nó cũng có khoảng 5 gram BCA nha các bạn. Rồi đây 5 gram BCA tự nhiên nè, thì bây giờ protein thì thằng nào cũng có BCA hết á, thì không 5 gram thì 6 gram, 6,5 gram, 6,25 gram gì đó. Ở dưới này thì nó có để mấy cái nguồn protein đó các bạn, whey protein isolate đó, chỉ có để là whey protein isolate đây nè. Còn tất cả mấy cái này thì nó những cái thông tin kèm theo đó. Còn bên đây bạn nào mà có đọc rồi có thể đọc một số cái hướng dẫn là nó thì nó cũng chỉ là những cái hướng dẫn về cái sản phẩm này thôi. Mình nghĩ là nó khen chỉ nói lên những cái điều tốt của sản phẩm này. Đây là những cái cách pha các bạn, và cái cách pha đầu tiên để mà nó hướng dẫn cho mình, cái này là sắc cơ là dùng bình lắc, bỏ đầu tiên vào bình lắc và cho khoảng 300 ml nước, vừa hơn 300 ml thôi, mình lắc lên mình uống rất là nhanh. Và cái cách thứ hai là blend, đây là trộn rồi bỏ vô máy xay sinh tố các bạn. Có thể là bằng bỏ trái cây, sữa chua, dâu hoặc là sữa không đường á, nhớ là sữa không đường nha các bạn. Mình bỏ vào trong, bỏ tất cả vào trong cái máy này và bấm nút cho nó xay lên, rồi thấy là mình mang ra mình có một cái cốc nước uống rất là thơm và ngon. Nếu bạn nào mà có điều kiện thì hãy làm cái cách này nha, bạn uống với bằng ghiền luôn á, nhưng mà nó hơi hao, hơi tốn tí, tốn thêm những cái phụ gia kia, nhưng mà nó tốc độ hấp thu của nó thì mình nghĩ là chắc nó sẽ hấp thu nhanh bằng nguyên chất rồi. Tại vì pha mà nó gọi là trộn thì nó có thêm những cái này cái kia, và cái này là khuấy lên là bỏ vào cái ly mà, thì không có bình lắc, không có sắc cơ hay không có máy xay sinh tố, thì mình bỏ vào trong cái ly khuấy lên và mình uống như là uống sữa, những cái loại sữa bình thường á,
thì cái cách mà dân chơi hay chơi á, thì nó là sắc cơ và pha vào cái này, bỏ vào cái này pha thì nó rất là tiện. Thậm chí bạn đi tập bạn mang theo một món này nè, còn bỏ sẵn vào trong cái bình này nè, tập xong mà lấy ra bỏ 200-300ml nước vô và lắc nhẹ lên uống tại chỗ luôn, thì cái tốc độ và cái thời gian hấp thu đầu tiên của mình nó sẽ cấp tốc luôn, nó sẽ tức thời luôn, và lúc đó là mình có đầu tiên hồi cho cơ bắp mình, lúc đó đang bị tổn thương thì nó sẽ phục hồi liền cho mình. Như vậy thì sẽ rất là tiện các bạn. Rồi sau đó thì mình tập xong thì mình chạy xe về nhà. Nếu mà nhà mình xa thì mình làm theo cái cắt tóc. Bạn chạy xe không chừng nửa tiếng đồng hồ chạy về nhà, thì lúc đó là trong cái khoảng thời gian đó là mình đã có routine, nó đã tập thẳng vào những cái chỗ mình vừa mới tập hồi nãy, nó sẽ đi thẳng vào chỗ đó và nó phục hồi những cái sợi cơ nó vừa mới bị rách, bị tổn thương mà mình vừa mới gây ra cho nó đó. Thì vậy thì cơ bắp của mình sẽ phát triển rất là tốt các bạn. Chứ trong lần mà mình nhà mình xa đi, bạn chạy xe về, bạn chạy về tới nhà, thời gian lúc đó là cơ nó đã đói rồi, và cái cảm giác đó bạn thậm chí là cảm thấy mình khó bụng nữa, hỏi xem cơ lúc đó nó đói như thế nào, mình còn cảm thấy đói bụng nữa, thì lúc đó là bạn mà trễ quá thì cơ nó sẽ rất là nguy hiểm nha, nó bị dị quá cơ đó, thì vậy sẽ không tốt nào. Mình phải canh cái thời gian của mình tập xong thì mình phải canh thời gian nó khoảng chừng ít nhất là lâu nhất cái thời gian mà mình nạp lâu nhất là khoảng nửa tiếng có lại nha các bạn, nếu mình để lâu quá thì sẽ không tốt được. Thì sắp tới thì mình sẽ làm những cái video mà so sánh giữa những cái loại quay này với quay kia, thì để cho những bạn nào mà chưa có biết về nó thì có thể tự mình tìm cho mình một cái loại đầu tiên phù hợp với lại cái túi tiền của mình nha mấy bạn. Thì mình cũng không có tài giỏi gì, thì xung quanh mình thì có những cái loại thực phẩm bổ sung đó, thì mình chỉ muốn chia sẻ lại với các bạn thôi, mục đích là cho những bạn nào mà chưa tiếp cận với lại thực phẩm bổ sung đó, thì có thể hiểu rõ hơn về thực phẩm bổ sung. Có nhiều người gọi nó là thuốc đó như bạn, có người thì hay gọi này cái hộp thuốc co đùng luôn, nhưng mà thật ra nó không phải là thuốc đâu nha, mình đừng có hiểu lầm đó, nó không phải là thuốc, nó chỉ là routine thôi. Thì routine là những cái mà chất ở trong thịt cá trứng sữa, thì ở trong đó cái lượng routine nó rất là cao, như bạn thấy thịt gà, thịt bò, trứng và sữa thì cái lượng routine trong đó rất là cao, thì cái hàng này nó sản xuất ra những cái loại này là để nó dễ bảo quản và dễ vận chuyển, thì nó cũng là những cái routine ở trong tự nhiên thôi nha các bạn, mà cái này thì là routine từ sữa, ngoài ra thì có routine từ trứng và routine từ thịt bò nữa, thì mình nên hiểu nó là như vậy các bạn, chứ không phải là thuốc nha. Có nhiều người hay gọi nó là thuốc á, nhưng mà mình thì mình cũng không có muốn tranh luận với lại những bạn mà tại vì họ không biết bạn, mình mà tranh luận thì nó cũng không có giúp được gì hết, nó không thay đổi được gì hết, thì ai muốn hiểu sao hiểu, nhưng mà mình nên hiểu về cái tính năng của nó và mình phân biệt nó thuốc và thực phẩm bổ sung là như thế nào, thì nó chỉ là routine thôi để bổ sung cho cơ thể mình. Những ai mà vận động mạnh á, những ai mà cần tăng cơ giảm mỡ thì hãy sử dụng cái routine, nó là như vậy. Thì mình có một vài cái chia sẻ ngắn gửi đến mấy bạn, bạn nào đã biết rồi thì thôi, còn bạn nào chưa biết có thể tham khảo thêm, và nếu mà thấy video hay thì các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Hẹn các bạn vào những cái vlog tiếp theo nha, xin chào tạm biệt các bạn.